chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Như quý vị cũng đã biết, cuộc sống xung quanh chúng ta có rất là nhiều điều bất ngờ và thú vị mà chúng ta khó có thể khám phá hết và không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục chuyện lạ quanh ta để cùng khám phá những điều bất ngờ xung quanh cuộc sống nhé. Suốt 22 năm chung sống dưới cống, mọi người đều bất ngờ khi gặp hai vợ chồng kỳ lạ này. Khi màn đêm buông xuống, vì những ánh đèn rực rỡ của đô thị phồn hoa, vẫn có một số người phải sống trong cảnh tăm tối bẩn thỉu. Đó chính là ông Miguel Riz Trepo và vợ là bà Maria Garcia đã cùng ở với nhau 22 năm dưới cống bỏ hoang tại thành phố Medellin, Colombia. Các nhà vén vẹn vẹn 6 m vuông, cao 1m4, trở thành nơi sinh hoạt ăn ở của vợ chồng bà. Tuy chật hẹp, song họ vẫn có cả giường, một căn bếp nho nhỏ, ghế và bàn thậm chí còn có cả điện để xem TV. Được biết ông Miwen từng bị nghiện ma túy Medellin nơi vợ chồng ông đang sinh sống, từng nổi tiếng khắp nơi về tình trạng buôn ma túy và bạo lực hoành hành. Cận cảnh bên trong ngôi nhà của vợ chồng ông Restrepo và ông Restrepo đang nhìn lên. Hiện gia đình ông bà đang cùng sống với một chú chó, ông miwen restrepo giúp chú chó lên mặt đất hít thở và tận hưởng không khí trong lành hình ảnh gia đình ông quây quần dưới cống mặc dù phải sống dưới cống nhỏ hẹp nhưng ông bà không vì thế bi quan mà ngược lại vẫn luôn giữ sự vui vẻ Kỷ lục không tin nổi của người đàn bà có 100 con, cháu ở Yên Bái. Thưa quý vị, đến giờ bà Ương có tất cả con dâu, trễ, con cháu, chắc nội ngoại là hơn 100 người, đủ để lập một bạn mới. Đến giờ, ngay cả bà Lò Thị Ương cũng vẫn chưa hình dung ra nổi, làm sao bà có thể vượt cạn 18 lần thành công. chín người con gái, chín người con trai ra đời trong khốn khó, vậy mà đều thành người cả. Các kỷ lục mà bà Ương đang nắm giữ e rằng khó có người phụ nữ nào ở đất nước này có thể vượt qua. Lần ngược ngàn, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái tôi không thể tin vào mắt mình khi gặp bà Lò Thị Ương ở bản H2, xã Hát Liều, người mẹ của 18 người con. Đặc biệt hơn là bà đã vượt mặt cả những kiến thức về y học về sinh sản. Bà Ương đã vượt qua tất cả những phụ nữ đang nắm giữ kỷ lục về đẻ ở Tây Bắc mà tôi đã từng gặp. Như bà Giàng Thị Mái ở xã Xính Chải, phong thổ Lai Châu có 15 đứa con. Bà Giàng Thị Dông ở xã Co Mạ, Thuận Châu Sơn La có 17 người con. Một điều dễ nhận thấy nhất trong các gia đình này là nỗi vất vả khốn khó và đầy gian nan của người mẹ. Ngày chúng tôi đến huyện Trạm Thấu, trời mưa như trút nước, mất nửa ngày trời vật lộn với con đường trơn trượt, chúng tôi mới vào tới nhà bà Ương. Ngôi nhà sàn bê thế nằm trên dòng suối hát ủ trụ trong mưa, phía trong nhà tiếng người cười nói trôn trả, ngoài cửa người ra người vào tấp nập khiến chúng tôi ngỡ như bà Ương hôm nay có công to việc lớn gì. Biết có khách đến chơi, ông Lò Văn Khiên, chồng của bà Ương ra tận cửa đón. Người đàn ông đã gần 80 tuổi nhưng non còn khỏe lắm. Ông vòng vã tay bắt mặt mừng, mời khách lên nhà và đổ đồ giúp chúng tôi. Chưa biết chúng tôi là ai, ông Khiên đã kéo chúng tôi ngồi xuống sàn nhà. Kinh lẩu uống rượu, trên sàn nhà mấy chục con người đã ngồi kính quanh bà mâm cơm. Già trẻ, gái trai đang hăng say chúc tụng nhau. Cả ấy khiến cho tôi ngỡ tưởng bạn hát hay tổ chức lễ hội gì đó. Hôm nay nhà bác có việc gì mà đông người thế? Nghe tôi hỏi vậy cả nhà được ven cười ồ Ông Kiên cũng lấy đó làm điều thích thú Rồi ông rót đầy chứng rượu đưa tôi và bảo Giữa trời mưa to gió lớn tới này Có khách đến chơi là vui lắm rồi Thôi nào việc giới thiệu rồi sẽ làm sao Cứ cạn hết chén này đã Làm vài chén rượu cho ấm bụng Ông Kiên mới khề khả bảo rằng Tất cả những người trong nhà đều là dâu trễ cháu chắc trong nhà Trời mưa không lên nương được Nên con cháu tập trung ăn uống cho vui Bà Ương ngồi bên cạnh nhìn con đàn cháu đóng của mình, ăn uống với ánh mắt đầy tự hào. ấy thế mà bà Ương vẫn tặc lưỡi tiếc đẻ vì thiếu mất mấy đứa con đang bận công tác nên không về kịp. Bà bảo, nhà tôi mà đủ con đủ cháu thì phải làm ít nhất là 15 mâm. Mỗi lần hợp gia đình tôi phải mổ riêng một con lợn và vài chục cân mới được vấn lại cái khăn đội đầu, bà nhìn đàn con của mình với ánh mắt đầy tự hào và bảo, đến giờ tôi đã có hơn 60 đứa cháu chắc nội ngoại, đó là còn chưa tính đến mấy đứa con dâu vẫn còn đang mang bầu sắp sinh nở. Tính tức tần tật, cả dâu trễ đại gia đình nhà tôi có trên 100 người, có lẽ đây cũng là một kỷ lục nữa ở nước ta. Chứ theo cái lệ của người Thái nơi đây, trai lớn lấy vợ, cái lớn cả chồng, khoảng 10 năm nữa thôi, sinh gia đình nhà bà Ương có thể đủ tự tin để thành lập một bạn mới. Hiện giờ các con cháu của bà cũng đã chiếm một phần lớn bạn hát 2 rồi. Năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng non bà Ương còn khỏe lắm, mái tóc bà mới điểm bạc, búi gọn trên đầu để hở cái cổ cao với nước da sáng bóng, khuôn mặt phúc hậu, mắt còn tinh anh, trí nhớ thì tuyệt vời. Mặc dù đã trải qua 18 lần vượt cạn, nhưng dáng người bà còn thon thả. Bà nói năng nhẹ nhàng đi lại khoan thai, nói như mấy thầy tướng bà ương có dáng người vượng vu ích tử. Bà được ông trời phú cho sức khỏe, nay đã có con có cháu đề ngoài rồi, vậy mà thỉnh thoảng bà vẫn vào rừng hái thuốc. Bà ương mở đầu câu chuyện về cuộc đời mình bằng một niềm tự hào. Tôi khỏe được đến ngày hôm nay là nhờ biết nhiều bài thuốc lá trong rừng đấy. Bà Ương là người Thái sống cùng với bố mẹ ở bản hát. Ngày đó bản hát chưa tách làm hai bản như bây giờ. Thở thiếu nữ bà có tiếng là xinh đẹp và thư thừa giỏi nhất bản. Nhà ông Khiên ở cách nhà bà một tầm tiếng gọi. Cứ mỗi chiều xuống dòng suối hát tắm, ông Khiên lại như bị bỏ bùa mê thuốc lú khi nhìn thấy bà Ương đang đứng gội đầu. Những đêm đi săn về qua nhà bà Ương, đôi chân của ông Khiên như có người ghim lại ở chân nhà sàn đến tuổi trưởng thành ông kiên nom thấy lòng ngực mình đã căng chật cả áo trái tim đập trộn tràn cảm giác yêu đương ông đã mạnh dạn đi ỉnh sao tán gái như được trời xe duyên họ đã đến với nhau trong men say hạnh phúc ngày đó người thái còn tục ở trễ muốn đón được vợ về nhà ông kiên phải là một con trâu tốt chứng minh với bố mẹ vợ đã Năm 1952, thị xã Nghĩa Lộ được giải phóng, vốn là người giác ngộ cách mạng từ sớm. Ông Khiên không quản ngại khó khăn, vượt 40 km đường trường ra Nghĩa Lộ, học lấy cái chữ của bác Hồ. Ngay trong năm đó, bà Ương đã cảm thấy có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mình. Mang tiếng là ở rễ nhưng ông Khiên đi học tối ngày. Từ lúc có thai cho đến lúc đẻ, bà Ương vẫn phải làm hùng hụt. Đúng hôm bà trở dạ, mẹ đẻ lại đi vắng, chỉ có một mình bà ở nhà, bụng mang già chữa, bà chẳng gọi được ai giúp, giữa mùa đông gió rét dữ, vậy mà một mình bà tự lót ổ cho mình. Đứa con đầu tiên chào đời là con trai, bà với tay sang clip, rút cái cật tre cắt rốn cho đứa con trai cả của mình. Khi bố mẹ đi làm nương về, đứa trẻ đã được bà tắm rửa sạch sẽ nằm gọn trong chăn ấm. Hôm ông Kiên tốt nghiệp lớp bình dân học phụ về nhà khoe với bố mẹ thì ông đón nhận tin vui là mình đã được làm bố. Ông đã quyết định đặt tên con là Lò Văn Ơn để sau này đứa trẻ này nhớ tới công ơn khói nhọc mà bà Ương đã vượt cạn một mình. Trước đây, bản hát chỉ là một bản nhỏ có khoảng 20 nóc nhà, cuộc sống của ba con còn vô cùng khó khăn. Năm nào cái đói giáp hà cũng ùa về, chuyện đứt bữa thường xuyên xảy ra, mang tiếng là ở trẻ nhưng ông khiên ít có thời gian giúp việc cho gia đình nhà vợ về bản là ông hăng hái tham gia mở lớp bình dân học phụ vận động bà con trong bản trong xã đi học cái chữ bác hồ do chính ông là thầy giáo khi đứa con trai đầu tập tễnh biết đi bà ương đã lại thấy một mầm sống nữa đang lớn dần trong bụng mình đứa con gái thứ hai ra đời trong niềm vui khôn xiết của cả gia đình thế là ông bà đã có cả nếp cả tẻ khỏi phải cố phải mong gì về con trai hay con gái nữa có lẽ ngay cả bà Ương cũng không ngờ mình lại có khả năng đẻ khỏe đến thế. Ngày nhỏ bà cũng vất vả lắm, đến năm lên 6 tuổi đã phải trông em. Khi đôi chân biết trèo núi đi nương, cái tay biết cầm cái cuốc là bà đi làm cùng bố mẹ. Ngày đó bản chưa có lớp học nên bà không biết chữ, cuộc sống của người phụ nữ miền sân cước kỳ ấy quay theo một cái phòng cố định, đến tuổi dậy thì là lấy chồng rồi sinh con đẻ cái và làm ma của nhà chồng. Hai đứa con ra đời khiến cuộc sống của gia đình càng khó khăn, vất vả hơn. Bố mẹ của bà Ương ngày càng già yếu, đẻ xong chưa đầy tháng, bà đã phải điều con đi làm nương, làm rẫy kiếm cái ăn. Riêng ông Khiên đi hoạt động tối ngày, chẳng mấy chốc có thời gian rảnh giúp đỡ vợ con. Mà cũng đến lạ, ngày đó ăn đói mặc chết, làm lụng vất vả là thế, bà bà Ương liên tục có bầu. Hết đứa con thứ ba, thứ tư, chưa đến thứ tám lần lượt ra đời cứ sòn sòn một năm rưỡi bà lại góp thêm một công dân nữa cho bản tám đứa con sàng sàng tuổi nhau khiến cho bà ương làm tối ngày cũng không lo đủ cái ăn cho chúng Có với nhau tám mặt con đều do một tay bà nuôi nấng dạy bảo ông khiên vẫn tiếp tục tham gia hoạt động xã hội biết được cái chữ nên ông được bà con bầu làm cán bộ xã trò chuyện với chúng tôi bà ương bảo biết sinh nhiều con là khổ nhưng bà ương cũng không biết tìm cách nào để hãm lại vốn là người mắng đẻ đứa con trước vừa ra đời được chưa lâu bà ương lại tiếp tục có thai cứ như thế hết đứa này đến đứa khác nói nhau ra đời khiến cho bà ương cũng không hiểu mình lấy nghị lực đâu mà đẻ và nuôi cả một đàn con như thế sau gần ba mươi năm chữa đẻ bà đã là mẹ của 18 tám đứa con chín đứa con trai và chín đứa con gái Kể lại việc này bà Ương mới bảo, có thể bà đẻ tốt là do biết bài thuốc của bà mẹ chồng. Mẹ chồng bà vốn là người giỏi bốc thuốc, bà biết vô số cây thuốc nam ở trên rừng, là con dâu của gia đình nên bà được mẹ chồng truyền lại bài thuốc chữa phu sinh và thuốc bổ cho phụ nữ khi mang thai. Có thể do bà uống nhiều thứ thuốc đó quá nên bà mới mắng đẻ. Bà Ương kể, cứ mỗi lần chuẩn bị lót ổ là bà vào rừng hái lá thuốc, khi sinh hạ bà tự tay đỡ và cắt rốn cho các con. Cả 18 đứa con đều do bà tự đỡ, một điều khiến y học hiện đại không thể tin nổi. Điều này ông Khiên cũng xác nhận, cả 18 đứa con đều là do bà đỡ. Đứa con cuối cùng bà sinh ra là con trai và đặt tên là Lò Văn Niên. Đàn con của bà Ương lớn lên trong nỗi khó nhọc, cơm không đủ no, áo không đủ mặc ấm khi đông về. Nhắc đến giai đoạn khổ trần ai đó, bà ương vẫn chưa thể nào quên, những ngày đói giáp hạt, bà hô những đứa con lớn vào trường kiếm măng mai, củ mai, củ nâu để giải quyết cái đói. Đồng con chồng lại thường xuyên đi vắng, nên một bình bà không thể quản lý hết được. Cái khó ló cái khôn, bà lại nghĩ ra một cách là dùng đứa lớn để quản đứa nhỏ, giống như việc phân tổ trong lớp học. Mỗi tổ có một đứa con đứng đầu, ngay cả việc gọi con bà cũng phải nghĩ ra một chiêu là làm một cái mỏ tre treo ở đầu hồi. Khi nào cơm nước xong xuôi, bà không thể tỏa đi khắp bản để tìm chúng về, đến bữa là gõ lên phải hồi mỏ tre. Nếu việc gõ mỏ tre chưa có kết quả, bà liền đưa hai tay lên miệng, tạo thành một cái loa, hú một hồi dài, các con bà bắt sống được mớ âm thanh quen thuộc này là biết đường về nhà. Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi mấy bà thông gia của bà Ương sang chơi. Các bà lại tiêu tích chuyện trò. Bà Ương bảo nhà tôi gắn với con số 18. Tôi có tức thảy 18 con dâu rể và 18 ông bà thông gia. Những năm sau này ông Khiên còn là cán bộ xã nhưng lương ba cọc ba đồng. Nên ông Khiên không giúp được gì nhiều cho vợ. Không giống như phụ nữ ở dưới xuôi. Phụ nữ người Thái nơi đây chỉ nghỉ sinh khoảng một tháng là đã điệu con lên nương. Bà Ương làm luận vất vả nhưng cuộc sống vẫn nghèo vẫn đói. Sáng sớm tinh mơ, ông mặt trời chưa thức dậy, bà đã phải ra nương, đến khi mặt trời khuất núi mới xuôi dốc về bản. Theo đó, đứa trẻ trên lưng cũng dần quen với cảnh phải đi nương cùng mẹ. 18 đứa con biểu triếu khiến chẳng mấy khi bà ương có thời gian nghỉ ngơi. Giờ đã ở cái tuổi thất thập xưa nay, hiếm vợ chồng bà mới ngộ ra một điều, con đàn cháu đóng không vinh dự gì mà chỉ chuốt thêm nỗi khổ chính cô con gái của ông lấy chồng xa những người con trai ở lại bản một số anh làm cán bộ đã tự lo được cho nhà của mình từ lúc ông bà lấy nhau đến nay cố lắm chỉ lo được cho con cái ăn chứ không có khả năng dựng nhà cao cửa rộng cho con cái những ngày nhà có việc ông bà đều khuyên con cháu của mình để ít thôi chứ ai cũng vợ kế hoạch như bố mẹ thì khổ lắm nương rẫy ngày một ít đi và khó làm hơn muốn cuộc sống của con cháu mình sung sướng việc đầu tiên phải hạm cái máy đẻ lại Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.